Các người là gì? Tôi muốn gặp ngài Đun. Chủ tịch, có người đang tìm ngài. Sao anh biết vậy? Có một ai biết tôi là chủ tịch cả? Không một ai hết. Tôi đã nhận ra bởi hình xăm hoa tử đinh hương trên cổ tay của ông. Hai quan sát tốt lắm. Cô là Yu Se-yong, giám đốc đại diện của Đông Xuân. Rất vui được gặp ông. Tôi muốn bàn với ông về việc thu mua khách sạn em. Như vậy có được không? Tôi không muốn đâu. Tôi sẽ không nói chuyện với cô. Họ đã đàm phán ở ngoài kia rồi. Tôi tới để ăn thôi. Ơi, tại sao không trả lời vậy? Nói thật là tôi có chút ngạc nhiên. Ngài là chủ tịch một tập đoàn nổi tiếng thế giới, vậy mà ngài lại thích canh sườn bò Hàn Quốc. Hàn Quốc là một nơi thật lạ đó. Những nhà hàng có tuổi từ 30 đến 40 năm đang dần dần biến mất. Rồi sau đó họ xây dựng tòa nhà cao ốc. Những cửa hàng ở bất kỳ đất nước nào giờ đều nằm ở trong tòa nhà đó hết. Nếu lần cuối cùng ngài ở đây là 5 năm trước, thì trong suốt thời gian đó đã có rất nhiều thứ thay đổi. Tôi sẽ nói theo một câu tục ngữ cổ của Hàn Quốc: núi và sông cứ 10 năm lại thay đổi. Nhưng thay đổi như vậy thì không tốt chút nào. Không tốt. Ông phải cho chúng tôi một cơ hội để đàm phán về việc giành quyền thu mua khách sạn em. Tôi nói rồi, chúng tôi đàm phán với Ajin, không phải với cô đâu. Đông Sung đã chuẩn bị cho việc giành quyền thu mua khách sạn em trước Ajin rồi. Nếu ông thậm chí không cho chúng tôi cạnh tranh theo cách này. Dừng lại. Tôi không nghe thêm gì nữa đâu. Ngài Đun, tôi sẽ cho ngài được nếm lại hương vị của món súp ngài đã từng ăn ở đây. Thay vào đó, ngài sẽ đàm phán với Đông Sung về việc thu mua chứ. Anh muốn đánh cược đúng không? Không có gì để mất hết, phải không? Tôi đã bắt đầu quan tâm tới trang sức quân rồi đó. Tôi đã do dự. Tôi đã rất do dự. Nếu quyết định của Chào Sức Khôn là mạnh mẽ, và nếu có đủ để vợ anh ấy tin tưởng, tôi đoán như vậy. Không có lý do gì để che giấu cảm xúc của mình nữa. Có lẽ để chồng mình ở một mình rồi bỏ đi. Dù cô có giặt nó thế nào đi nữa thì nó vẫn là một vết nhơ không thể xóa bỏ. Hôn Chu à, cô và tôi đều như vậy hết, có đúng không? Tiếng động gì vậy? Chị à, chị không sao chứ? Không có gì đâu. Chị có điện thoại nè. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạ, là tôi đây. Viện trưởng sao? Dạ, tôi có thể làm việc đó mà. 2 giờ chiều mai sao? Tôi hiểu rồi. Vậy tôi sẽ gặp chị ngày mai nha. Bệnh viện gọi tới sao? Dạ, có một vị trí trống nên viện trưởng muốn gặp con đó. Tốt lắm. Nếu con trở lại làm việc tại bệnh viện thì tốt lắm đó. Wow, tuyệt thật đó. Đồng phục y tá thực sự rất phù hợp với chị đó nha. Đó là lý do vì sao anh trẻ yêu chị. Thật mà, em đã nghe điều đó trực tiếp từ anh Sức Hôn đó. Chị không tin con. Có vấn đề gì không? À, không có gì đâu. Chờ chút. Không sao. Tôi không sao mà. À, chúng ta gọi taxi đi ha. Cô chờ tôi một chút. Nè. Có đau không? Anh nghĩ là ai sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả những chuyện này đây? Xin lỗi. Khi tôi bắt đầu chạy không có thói quen nhìn về phía trước hay phía sau đâu. Mặc dù vậy, tôi không buồn chút nào hết. Nhờ có anh, tôi mới có thể gặp được ngài Đô. Sao vậy? Không, nhìn nó bình thường hơn tôi tưởng. Tôi đã từng nghĩ cô sẽ sống trong một nơi xa hoa hơn thế này nhiều. Nhưng mà không ngờ. Nó rất gần công ty và cũng rất thoải mái nữa. Nếu một ngôi nhà quá lớn sẽ rất khó để dọn dẹp đó. Cô hay tự dọn dẹp phải không? Lâu lâu dọn một lần. Chúng ta có thể dừng việc điều tra tôi được rồi đó. Mà anh đang có kế hoạch gì vậy? Hả? Anh đã hứa chắc chắn như vậy với ngài Đô mà. Anh nghĩ là anh thật sự sẽ tìm được chủ nhà hàng đó sao? Tôi sẽ bắt đầu ngay thôi. Sẽ tốt hơn nếu như bà ấy có một nhà hàng khác ở đâu đó. Nếu không thì tôi cũng sẽ có cách. Anh thật là liều lĩnh đó. Đó giờ tôi vậy mà. Nếu anh tin là mình đúng thì đầu óc của anh thật đơn giản như một đứa trẻ vậy. Gửi lời chào của tôi tới vợ của anh nha. Dạ. Cậu cảm thấy sao rồi hả? Gì vậy? Cậu quên rồi hả? Cậu nói cậu cảm thấy không khỏe mà. Giờ đã khá hơn chưa? Nó hình như đã xấu hơn rồi thì phải. Thiệt sao? Cơ thể tôi cảm thấy lờ đờ, không thể tập trung được. Còn đầu óc thì như đang xoay vòng vòng vậy đó. Làm sao đây? Không được rồi. Ngày mai tới bệnh viện đi. Chúng ta hãy dùng bữa trước đó đã. Nhà hàng lần trước chúng ta tới thì sao đây? Cậu đang nói chuyện với ai vậy hả?
Tôi nói cậu tới bệnh viện để kiểm tra mà. Cậu đang không bình thường đó. Đúng vậy, tôi đang không bình thường đó. Nhưng mà tôi biết bệnh của mình mà, không sao đâu. Cái gì chứ? Hãy gặp và nói chuyện đi. Tôi sẽ đặt chỗ trước, ở chỗ mà cậu thích đó. Seon à, vô Seon à. Nè, vô Seon. Nè, không phải chúng ta nên báo cáo độc quyền cho một tờ báo hay sao? Danh tính bí ẩn của chủ tịch tập đoàn Hồng Kông, Đô Giang Hoa. Tập đoàn ASEAN đã bị đánh lừa bởi một Đô Giang Hoa giả, còn nghĩ sao hả? Tiêu đề không phải rất hấp dẫn hay sao? Ngay cả khi đó là sự ủy nhiệm của ông ấy, thì quá trình đàm phán vẫn đang được tiến hành. Cậu đang tìm thông tin về nhà hàng đó hả? Chắc hẳn là phải có một nhà hàng nổi tiếng hương vị của nó. Tôi đang tìm trên tất cả các blog về thức ăn. À, chào cháu Hun à. Đừng có mà biến mất không một dấu vết lần nữa đó nha. Ha? Em đã nói xin lỗi rồi mà. Nếu giờ cậu gọi về lúc đó thì sao chứ? Sóc Hun hả? Cậu ta vừa biến mất với giám đốc đại diện chỉ có hai người họ thôi. Tôi phải nói vậy hay sao? Em chưa ngủ phải không? Anh nghe nói em đã gọi cho anh. Anh xin lỗi, đã không gọi lại được cho em. Gần đây anh có việc quan trọng thật đó. Không có việc gì ở nhà chứ? Em đã không gọi bởi vì có chuyện phải không? Em chỉ gọi vậy thôi. Anh không nghe nói chuyện gì nữa, có phải không? Chuyện gì? Anh Jong-sun chỉ nói với anh là em đã gọi thôi. Không đâu, mọi việc đều ổn. Anh nghe nói em không còn giữ trẻ nữa. Thằng bé về với ba nó rồi phải không? Dạ, nó về nhà ba rồi. Vậy thì tốt. Sau này em sẽ không có lý do gì để gặp ba nó nữa. Anh tò mò về chuyện đó sao? Không đâu, anh không có gì khác. Bởi vì có nhiều lời đồn về mối quan hệ của anh ta với phụ nữ không tốt nữa. Thì sao hả? Sẽ có lời đồn tốt gì mà anh định tạo ra khi làm việc ở công ty của người phụ nữ đó? Anh muốn em hỏi anh bằng cách khác sao? Nếu người phụ nữ đó đến với anh một cách chân thành, anh sẽ làm gì hả? Nếu cô ta nói cô ta không thể mất anh, thì anh sẽ làm gì chứ? Không có chuyện đó đâu mà. Tất cả những gì anh cần là sự tin tưởng ở em. Em sẽ tin anh. Và nếu em không thể tin anh, vì khỏi về người đàn ông đó. Anh xin lỗi. Anh cũng tin em. Sức hơn à? Đừng đánh giá thấp cảm nhận của người khác có được không? Em tắt máy đi. Được. Hôm qua người của Jong-sun có đến trung tâm Capital không? Không, tôi không thấy họ. Họ biết cả thời gian và địa điểm nhưng mà lại không có bất cứ hành động nào cả. Chủ tịch à, tối hôm qua, khi mà anh đang họp tôi thấy giám đốc đại diện của tập đoàn Jong-sun ở tiền sảnh đó. Còn chắc không? Dạ, cô ấy đã ở đó cùng với trợ lý nữa. Cô ta tới gần đó nhưng lại ra về mà không gặp chủ tịch Ju. Ông nghĩ cô ta đang nghĩ gì? Tôi không chắc nữa. Thỉnh thoảng tôi không thể đoán được suy nghĩ của cô ấy. Với tính cách của đại diện Du thì đó chưa phải là lúc ra quyết định. Ê, trời ơi, tôi đã bị ợ nóng mà cô ta lại làm tôi đau đầu nữa. Nếu như mà con bỏ trốn hả, ta sẽ cho con một trận nên thân đó ha. Hãy đến chỗ chị ngay và yêu cầu một công việc đi. Kể từ bây giờ á, ngoại trừ ăn và ở đây, con phải tự biết đi kiếm tiền đi chứ.
Con có nghe ta nói hay không đây? Sao vẫn chưa trả lời? Nghe nói gì không? Dù vậy, ông nên giảm một ít thôi chứ. Nếu ông giảm tiền chi tiêu của con bé như vậy thì... Cô cũng nghe rõ rồi đó. Nếu để tôi bắt gặp cô đưa tiền cho nó hả, thì cả hai người á coi như là chết chắc đó biết chưa? Đồng tiền kinh tởm đó, con sẽ không thèm lấy đâu. Con đi đâu? Ba kêu con tới chỗ chị mà. Nhưng mà ba nè, nếu con làm việc ở công ty, con phải mua sắm quần áo trước đã. Làm việc bán thời gian ở cửa hàng với mức lương thấp nhất mỗi giờ. Chị đang nói là muốn em làm với mức lương ít ỏi mỗi giờ bằng cách làm việc ở cửa hàng, nhận đơn đặt hàng và trả lại sản phẩm hay sao? Có nhiều người còn không thể có được công việc như vậy. Nếu em cứ cố ngày nỉ, chị sẽ sa thải em đó. Chị à! Dĩ nhiên, thông tin cá nhân của em sẽ hoàn toàn bí mật. Nếu em nói là con gái của ai đó và là em gái của ai đi nữa, em sẽ bị sa thải đó. Chị à, đừng như vậy mà. Hãy giúp đỡ lẫn nhau đi. Con đã nhận Sejin và nó làm việc rất tốt. Nó làm tốt đến nỗi con tự hỏi mình có thể làm được như vậy không nữa đó. Nếu chị nói vậy có mất gì đâu mà ba lại thích cả 1000 lần đó chứ. Em không hề nghĩ gì về chuyện đi làm đúng không? Thay vào đó, em chắc chắn là sẽ bảo vệ bí mật cho chị đó. Bí mật gì chứ? Sự thật là chị có một người đàn ông. Đừng có cố làm trò nữa, đó không phải là việc của em đâu. Tóc nè, trang điểm nè, trang phục, em chỉ cần nhìn lướt qua là có câu trả lời rồi. Tôi là một người phụ nữ đầy sức hấp dẫn. Anh không thể thoát khỏi tôi đâu. Đem người đàn ông của em gọi là anh tới đây, chị cũng nhìn thấy anh ta đó, được không? Chị có một người đàn ông mà. Dạ. Tôi sẽ quay lại sân. Không được mà. Tôi đã xong rồi. Em có đi không? Ồ. Xin chào. Tôi nghĩ đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Tôi là em gái của giám đốc đại diện đó. Dạ. Tụi chị phải họp nữa nên đi nhanh đi. Và bắt đầu làm việc ở cửa hàng vào ngày mai đó nha. Em sẽ làm. Vậy... gặp anh sau nha. Em gái cô cũng được quá. Để người ta biết nó là con út, nó gây ra rắc rối ngay khi thức dậy đó. Vậy chân của cô đã đỡ chưa? Chỉ trè nhẹ thôi mà. Có chuyện gì vậy? Tôi đã tìm ra người đã từng sở hữu nhà hàng đó. Tôi không nên can thiệp vào bộ phận điều dưỡng. Nhưng tên của cô cho biết ai đó đã kết hôn. Vì thế tôi nhìn lén một chút. Y tá Na, cô đã từng có một đứa con có đúng vậy không? Hình như là như vậy, có phải không vậy? Đó là... có một hoàn cảnh thôi. Cô đã nói với chồng mình về tình hình không tốt chưa? Dạ. Nhiều khi người đàn ông là như vậy đó. Phụ nữ là một trong những người sẽ trải qua những khó khăn khi mang thai và khi sanh. Người chồng sẽ hành động giống như một đứa bé hay khóc đó. Vậy cô có thể quay lại làm việc vào ngày mai được không? Dạ, tôi sẽ ra ngoài thảo luận kế hoạch làm việc với y tá Bắc được không? Giúp tôi thật là nhiều nha, y tá Na. Tôi sẽ cố gắng hoàn thành mà. Cảm ơn cô, trưởng khoa. Được rồi, gặp lại sau nha. Ô, Seyon à, tôi đã nói cô phải tới bệnh viện trước mà. Ngày mai không được đâu. Ồ, hôm sau thì sao chứ?
Anh có thể tìm số điện thoại văn phòng tôi có được không? Anh chờ lâu chưa? Không, tôi cũng chỉ vừa mới tới. Vậy chúng ta đi thôi. Hả? Nhưng mà chúng ta định đi đâu? Anh sẽ làm việc và tôi sẽ thưởng thức không khí trong lành, được không? Hả? Anh sẽ đứng đây và nói hả bao lâu nữa hả? Bao lâu nữa? Đại diện à, chút nữa tôi phải đi đến Cao Quân Đô. Ôi trời, chiếc xe này sẽ không tới đảo Jeju sao? Hả? Tôi biết là anh phải đi Cao Quân Đô và anh phải gặp bà cụ mà. Tại sao? Anh cảm thấy là không thoải mái khi đi với tôi sao? Không, không phải vậy đâu. Tôi không nghĩ là cô nhất thiết phải đi chung. Tôi đã nói với anh rồi, anh làm việc. Sự biện hộ của tôi chỉ là tôi không thể hòa hợp được với nó thôi. Chán quá ha. Chúng ta nghe nhạc một chút đi. Vì là xe công ty nên không có ổ nghe CD. Trong ba lô của tôi có đó. Tôi sẽ lấy. Hàng이라고 절대로 이건 안 된다고 생각해봐도 이젠 멈출 수가 없어 몰랐어 이토록 무섭게 위험한 사랑 속에 빠져들어만 가는 내 모습 차라리 나 다시 되돌아갈 수 없게 돌아볼 수 없니 야 날 붙잡아주겠니 안 되나봐 너를 지우려 애써봐도 미치도록 그리워해도 내 가슴이 무너진대도 지우려 했어봐도 미치도록 그리워해도 내 가슴이 무너진대도 너를 놓지 못해 Chắc là ở gần đây thôi. Tôi sẽ đi hội đường. Được thôi. Dạ. Nhấc nó lên đi. Cảm ơn anh. Cảm ơn.
Cô quý khách đây, xin chào quý khách. Dạ xin chào quý khách, xin hỏi là... Tôi biết là cô nói dối mà, có đúng không? Anh đi đi. Cô không định bán hàng cho tôi sao? Trời ơi. Tôi sẽ giúp quý khách gọi món. Nhanh đi. Có gì ngon không? Món nào cũng ngon hết thưa. Vậy món là đề nghị đặc biệt của nhân viên làm thêm thì sao? Có món nào như vậy không? Vậy món kem vị vanilla kết hợp với kim chi cay. Tôi không thể ăn kem cay được. Hai kem trà xanh trong một cái ốc quế nha. Tôi sẽ chuẩn bị hai trà xanh và một ốc quế cho quý khách. Cô chắc là phải sợ chị của cô lắm ha. Nhìn cách cô vừa làm việc vừa nóng nảy như vậy. Không đâu. Tôi chỉ là đang học cách sống qua công việc mà thôi. Chỉ vậy thôi à. Đúng thật là không giỡn được với chị của cô ha. Chỉ không tầm thường chút nào. Chị ấy làm gì ta? Luật sư, giảng viên hay là nghệ sĩ? Người phục vụ già tuổi. Nhìn cô mặc đồng phục cũng đáng yêu quá đó. Thật sao? Hãy thưởng thức đi nha. Có ai ở nhà không? Cho hỏi có ai ở nhà không? Ai vậy? Bọn cháu tới từ Seoul. Có phải cô là người nấu súp xương bò trong cửa hàng chợ Sambo hay không? Vâng. Thì đúng là tôi, nhưng mà sao các cháu đến tìm tôi vậy? Cô nói đúng, nhưng mà sao cậu lại tới đây chứ? Vừa hai lúc ta sắp quên thì có một anh chàng người Trung Quốc đến. Dạ, anh ấy nói rất buồn vì cửa hàng đã đóng rồi. Chồng tôi bệnh nặng nằm liệt giường rồi. Vì sức lực của ta cũng không còn như trước nên ta bỏ cửa hàng đến đây đó. Nhưng thật là biết ơn. Anh chàng người Trung Quốc không thể nào quên cái mùi vị của món súp và đã trở lại đó. Dù là sẽ khó khăn nhưng mà chúng cháu sẽ trả cho cô một khoản lớn mà. Cũng không khó đến vậy đâu. Ta đã làm việc này suốt cả đời mà. Vì chồng của ta cũng phải ăn nữa chứ. Ta đã mua sẵn một chút xương và thịt rồi. Nhưng mà cô cậu không ăn được hôm nay sao? Ta phải để xương hết hẳn máu trong một thời gian dài. Và cũng phải nấu nó đến một ngày đó chứ. Nếu mà nấu nó qua đêm, đến ngày mai sẽ không còn đúng vị nữa đâu. Không có còn vị nữa. Ngày mai? Anh nói là chủ tịch Đô sẽ rời nước vào ngày mai đúng không? Ừ, tôi nghe nói anh ấy sẽ bắt đầu chuyến bay tối mai. Sao cô không tự về Seoul một mình? Tôi sẽ giúp cô và bắt taxi về vào ngày mai. Khi đến Seoul, tôi cũng sẽ gặp chủ tịch Đô. Nhất định phải gặp được ông ấy. Chúng ta phải làm như vậy thiệt hả? Tôi có thể ở lại và chúng ta sẽ về Seoul cùng với nhau. Có vẻ là có ít chỗ trống nên sẽ phải lo tìm chỗ ngủ ngay đây đó. Tôi không nghĩ đâu là ý tưởng hay. Tại sao? Nó không phải chuyến đi công tác chính thức. Và nếu mọi người trong công ty khám phá ra, có thể sẽ là tin đồn không hay. Anh sợ tin đồn hay là không thoải mái khi ở bên cạnh tôi hả? Cả hai việc tôi đều không muốn. Chắc là anh đã quên rồi. Đúng không? Chúng ta đã ở cùng với nhau tại Hồng Kông suốt 3 ngày. Đúng không? Anh không nhớ hả? Không có gì xảy ra lúc đó. Vậy thì sẽ có tin đồn vào thời điểm này sao? Thời tiết hôm nay đẹp thiệt đó.
Tôi sẽ đi dạo một chút. Đẹp phải không? Cháu đã chồng chúng đó, cháu nhớ cô lắm. Được rồi, đừng có chơi nữa, dần rửa tay đi các con. Nếu như các con chậm trễ, các con sẽ không được thưởng thức món BBQ đặc biệt của ba đâu. Cô cũng nhớ con nữa đó ba à. Thật sao? Ba ơi, con có thể dùng nó một lần nữa không? Con muốn mời cô tới nhà chơi. Đương nhiên rồi, vậy cũng được mà. Có phải cô không? Sao ai vừa đi rồi? Gì con mẹ? Má không muốn vào. Anh bảo cô tới ăn trưa vào lúc khác đi. Còn em, Di Xuân. Cảm ơn. Nè! Có chuyện gì? Ai đã làm chuyện này? Chị nó. Quả bóng bị rơi vào đây. Con không có cố ý đâu. Lẽ ra cô nên cẩn thận hơn chứ. Em rất thích hoa đó, cô biết không? Con trai ai lại thích hoa chứ? Đáng ghét. Làm sao mà một đứa con trai lại phải khóc? Cái nhỏ này. Nè. Con đang làm cái gì vậy? Con dừng lại đi. Ờ, được rồi, thế này đủ rồi đó. Anh biết nhóm lửa chứ? Đừng lo, tôi xuất thân từ nông thôn. Tôi sống với bà của tôi từ nhỏ tới lớn mà. Anh hả? Ờ. Cô theo tôi đi, gỡ tất cả chúng ra, tôi đem nó ra đây, có được không? Dạ. Nào đi thôi. Nè, mối quan hệ giữa hai người là gì hả? Hai người là một cặp vợ chồng sao? Sao bác lại nghĩ như vậy? Cô nghĩ rằng có thể qua mắt một người từng trải như tôi chứ. Người ấy có một chiếc nhẫn trên tay, nhưng trên tay cô thì không có đó. Wow. Con mua nó để ăn mừng cho công việc đó. Giờ có ba người chúng ta ở đây giống như là lúc trước vậy, khi chị vẫn chưa kết hôn đó. À, anh rể mà nghe như vậy chắc sẽ buồn lắm ha. Con gọi cô ấy chưa? Dạ. Hôm qua chúng con đã nói chuyện rồi. Ơi, bà uống nhanh thiệt đó. Con cũng phải uống liền thôi. Con với bà hãy uống một ly với nhau nha. Bà. Phải suy nghĩ liên tục, cho tới khi nào rõ ràng thì thôi. Nghĩ về nó như một khoảng trống trong trái tim cô. Bà ngoại tôi đã nói như vậy đó. Cô có hối hận không? Cô nên quay trở về Seoul thì hơn.
giữ nóng tình yêu bằng sự ấm áp vừa phải và nghĩ rằng đó là sự điều khiển của trái tim. Đó là những gì bà ngoại tôi nói đó. Ngoại cô chắc nói về nhiều chuyện lắm. Dạ thưa ba. Ôi trời, con trễ à. Ba uống rượu hả? Dĩ nhiên rồi. Ba có nhiều chuyện á, muốn nói với con lắm đó. Hôm chú á làm thịt nướng nè, súp cay á, đồ ăn nữa. Ba đã uống vài ly á, ba cảm thấy thật tốt. Vậy thì tốt rồi. Tốt gì chứ. Anh muốn thử một ngày bóng chày của tôi hay không vậy hả? Nếu anh khiến hôn chú tổn thương thêm lần nào nữa, tôi nhất định không bỏ qua đâu nha. Ba sai rồi. Con làm gì vậy? Chỉ là ba vợ gọi điện thoại con rể thôi mà. Xin lỗi anh Sóc Hương. Ba uống hơi nhiều đó. Không sao đâu. Anh nghĩ ba sẽ tốt hơn thôi. Anh đang ở ngoài sao? Ừ. Anh có vài việc cần làm. Thầy Trúc Hôn à, cái này sôi rồi nè. Anh sẽ gọi lại cho em sao? Trời ơi. Sao cô lấy tay không mà nhấc đồ lên chi vậy? Tại nó tràn bất ngờ quá mà. Không nghiêm trọng lắm đâu. Nếu chúng ta làm mát nó ngay, sẽ ổn mà thôi. Tôi sẽ làm như vậy mà. Để tôi tự làm là được rồi. Lần trước anh đã giúp tôi khi tôi trật chân rồi mà. Tôi sẽ cảm thấy có lỗi nếu anh chăm sóc luôn ngón tay của tôi đó. Anh không nóng hả? Đây là vùng núi và buổi tối rất dễ chịu. Tay cô có bị phồng không? Dạ. Chúng ta phải kiểm tra cho hết đêm nay. Không đâu. Bà nói sẽ ra ngoài lâu đó. Đó hẳn phải là một công thức bí ẩn. Hy vọng là nó sẽ có mùi vị giống như là giám đốc Đô yêu cầu. Chúng ta đã làm hết sức có thể. Tôi nghĩ mọi thứ sẽ tốt mà thôi. Tôi chỉ toàn làm phiền anh thôi. Xin lỗi nha. Cô ấy là Hong Chu có đúng không? Tên của vợ anh đó. Bởi vì cô ấy còn quá trẻ nên tôi có thể hiểu. Tôi đã sai rồi. Tối nay cô ấy gọi cho anh có chuyện gì không vậy? Việc gì đâu chứ. Hong Chu có việc gì à? Cách đây không lâu tôi có gặp Hong Chu. Chỉ có tôi và cô ấy thôi.
Cô đã nói gì với cô ấy? Nói lại tôi nghe coi. Tôi kể chuyện của anh ở Hồng Kông và về khoản nợ. Anh đã cố làm mọi thứ để trả khoản nợ đó, và lý do tại sao anh lại tới công ty của tôi làm việc để chứng minh tình yêu của anh đối với cô ấy. Những lời đó thật sự làm tôi rất đau lòng. Bởi vì cảm thấy đau lòng nên tôi đã nói với cô ấy về những cảm giác đó của tôi. Kể từ lúc đó, tôi không cần phải che giấu hay là giả vờ nữa. Vậy nghĩa là sao? Thích anh. Tôi thích anh. Mà tôi đã buồn rất nhiều. Tôi đã cố gắng làm việc nhiều hơn để quên đi chuyện đó. Nhưng mà vì anh mà tôi không thể làm được gì hết. Tôi cứ thấy nhớ anh. Khi nhớ anh thì lại muốn gặp anh. Rồi khi gặp anh, tôi lại muốn hiểu hơn về anh. Lý trí của tôi không ngừng can ngăn. Thậm chí là chửi rủa tôi nữa. Nhưng mà trái tim lại không thể làm theo lý trí được. Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ ổn khi thời gian qua đi. Đại diện. Tôi biết tôi đã làm mọi thứ trở nên phức tạp thêm. Vậy nên tôi lại muốn xin lỗi anh. Thật sự xin lỗi anh. Chờ đã. Bây giờ tôi cảm thấy rất bối rối. Tôi chỉ muốn quay về Seoul ngay thôi, nhưng tôi không muốn giữ chuyện này trong lòng. Cô phải nghe tôi. Tôi cũng thích cô. Tôi luôn nghĩ về cô. Luôn nghĩ và luôn nhớ về cô. Luôn muốn biết cô đang làm gì. Thật sự. Tôi cũng cảm thấy như cô vậy. Tuy nhiên đó chỉ là cảm xúc nhất thời. Chỉ là cảm xúc như vậy không có gì hơn. Rồi là của Hong Ju rồi. Và tôi thật sự yêu vợ của mình. Ôi trời ơi! Sao không lo canh cái bếp đi? Cả hai người luôn chứ. Ôi, hãy nhìn xem nè. Ôi, nó thật là dày đó. Xảy ra chuyện gì sao? Con chỉ bị mũi chích thôi. Chuyện bình thường thôi mà. Cháu đã tỏ tình. Nhưng mà thất bại rồi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
다시 돌아볼 수 없게 너의 곁에 나를 붙잡아 주겠니 안 되나 봐 너를 지우려 애써봐도 미치도록 그리워해도 내 가슴이 무너진대도 너를 잊지 Thật là ngu ngốc và không thể tin được. Tại sao cháu dám tự tiện dùng tay của mình như vậy chứ? Cháu sẽ làm gì nếu như vết thương nó kéo dài ra? Con đã nghe mẹ mắng những đứa trẻ, nhưng mà đừng có la lâu quá. Nó là đứa cháu trai quý giá của gia đình này. Cứ mỗi lần nhìn đó là mẹ lại tức giận à. Mẹ à, những ngày này trong đầu của con có rất nhiều thứ phải giải quyết đó. Giải quyết gì công ty rất là đau đầu. Con không thể có thời gian thoải mái ở nhà mà không phải nghĩ bất cứ điều gì sao? Chủ của ngôi nhà nên cư xử như vậy. Chủ tịch ca cũng nên giữ điều đó trong đầu đi. Chúng ta cần làm rõ ai là người có quyền trong nhà. Không phải vì một người nói anh ta tốt thì sẽ khiến anh ta trở thành một người tốt đâu. Đi thôi. Rồi à, con phải đi tới trường mẫu giáo. Ba ơi! Sao? Chúng ta có thể trở về đó với cô một cách bí mật không vậy? Con nhớ cô. Itana. Ồ, tôi đang nhập dữ liệu đó. À không đâu, quản lý cho gọi cô thôi. Các kết quả xét nghiệm đã bị nhập sai hết. Cô làm mọi việc trở nên tồi tệ hơn rồi đó, cô có biết không vậy hả? À, xin lỗi. Tôi đã có chút lúng túng. Có phải cô có chút không quen với công việc sau một khoảng thời gian hay không? Hay là có vấn đề gì khác chứ? Không đâu. Không phải vậy đâu mà. Chỉ là tôi lo lắng một chút. Tôi xin lỗi cô. Wow, ngon quá. Tôi rất nhớ hương vị này. Đây chính là món canh mà tôi đã ăn trước đây. Thật tốt quá. Bà ấy nói anh là một khách hàng thân thiết nên đã làm phần nhiều hơn. Cô có trợ lý thật sự rất đắc lực đó. Vậy chúng tôi có cơ hội để đàm phán về giành quyền thu mua không? Chờ đó. Ăn trước đi. Điều đó có nghĩa là gì? Chủ tịch Du vừa thông báo. Đông Xuân cũng sẽ tham gia cùng chúng ta trong buổi đàm phán. Để công bằng, ông ta sẽ so sánh hai công ty trước khi đưa ra quyết định. Đây không phải là cuộc đàm phán của riêng chúng ta hay sao? Chủ tịch Du đã đơn phương ra lệnh như vậy. Tôi không biết lý do tại sao, nhưng mà chắc hẳn ngài Du đã thay đổi ý nghĩ rồi. Ông không biết lý do sao chứ? Là giám đốc Du, cô ta đã thuyết phục ông ta làm gì? Đó không phải là phong cách của giám đốc Du đâu. Đúng vậy, có gì đó không bình thường. Tình thế đã thay đổi theo cách rất lạ. Giám đốc Du hành động rất khác thường. Có vấn đề gì sao? Người đàn ông cha Sách Hôn đó, anh ta vừa đảo lộn cuộc chơi của chúng ta.
Hồng Du à, cô có chuyện gì vậy? Tôi cảm thấy rất tuyệt vọng. Đầu tôi như sắp nổ tung ra. Nhưng không thể nói chuyện với ai. Anh nói muốn cho tôi thấy anh tuyệt thế nào mà. Chủ tịch Du đã rời khỏi Hàn Quốc và chỉ còn đội quản lý ở lại. Tôi đã sắp xếp một cuộc họp vào lúc 2 giờ chiều ngày mai. Có phải là đội trưởng Chô đang tìm thông tin này không? Dạ. Anh đã dứt giả rồi. Còn báo cáo gì nữa không? Hả? Khi việc thu mua này kết thúc, tôi sẽ rời khỏi đây. Anh đang nói là sẽ từ bỏ sao? Ý anh là sao? Tại sao lại phải từ bỏ chứ? Vì tôi không thể lấp đầy động tham của mình được. Nếu tiếp tục ở bên cô, sẽ khiến cho cô không thoải mái. Cha Sốc Huynh à, bởi vì tôi đã bị từ chối sau khi thú nhận, sau đó thì khóc và đau đớn nữa. Anh không nghĩ là tôi đã đủ trưởng thành rồi hay sao? Nếu anh thực sự thấy không thoải mái, vậy thì cứ làm vậy đi. Cô sắp say rồi đó. Uống chậm thôi. Tôi uống để say mà. Tại sao không ai uống theo cách khác chứ? Cho tới bây giờ, khi một ai đó đẩy tôi đi, tôi sẽ nhận cú đẩy đó. Khi họ ra lệnh, tôi sẽ nghe lời. Đó là cách tôi sống. Vì sao anh cảm thấy khá hơn hả? Tôi đang cố bỏ hết những suy nghĩ này đó. Kể cả vậy hãy uống một cách khiêm tốn thôi. Chồng cô sẽ rất lo lắng đó. Anh ấy không có ở nhà đâu. Chúng tôi đang sống riêng mà. Anh ấy có người phụ nữ khác rồi. Không đâu. Tôi nên nói là anh ấy sẽ có một người phụ nữ khác. Anh ấy phải ra đi. Trái tim anh ấy rồi cũng sẽ như vậy. Tôi đã không biết. Tôi xin lỗi. Chủ tịch Kang Min-woo à? À không. Kang Min-woo à? Cô nói đi. Anh có muốn ngủ với tôi không? Hồng Du à, dù chúng ta có ngủ cùng hay không, nếu anh muốn có tôi trong 4 ngày, anh có thể cho tôi bao nhiêu hả? 1 triệu đô. Có thể không? Tôi không phải loại người vô đạo đức như vậy đâu. Nói dối. Anh nghĩ là tôi không biết kiểu người như anh sao hả? Anh quyến rũ, có tiền và đầy tự tin. Cả thế giới là của anh mà. Khi anh muốn một điều gì đó, anh sẽ phải có nó để thỏa mãn bản thân của mình.
anh và người phụ nữ. Người phụ nữ đó đều giống nhau hết. Giám đốc Yoon Se-yeon của tập đoàn Johnson, có đúng không? Tôi không biết điều gì đã xảy ra giữa ba người. Tuy nhiên tôi khác. Nếu tôi muốn cô, tôi sẽ khiến cô muốn tôi trước. Cô hiểu ý tôi chứ? Cậu đi trước đi. Cô không sao chứ? Lối này. Anh à. Anh làm xong việc chưa? Sốc hồn à? Nghe kỹ tôi nói đây. Có chuyện gì? Ở khách sạn có vấn đề gì hả? Hồi nãy tôi thấy vợ của cậu với cả bình quân của anh Jin, họ đã đi vào phòng cùng với nhau. Sao Hoda? Nè, cậu sẽ làm gì khi cậu lên đó chứ? Cậu có thể chờ ở đây và gặp họ sau mà, không được hả? Nếu đó là anh có thể làm vậy không? Khi cô ấy vào khách sạn với một kẻ như anh ta, anh có thể chờ được hay không? Đã lâu lắm rồi. Gì? Bây giờ anh đang theo dõi vợ mình sao? Không rùa, em điên rồi hả?